Chào bác nhé, hôm nay cửa hàng Nông Cơ Anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm máy cắt cỏ Nhật bãi này. Con này là máy 4 thì nhé. Như rất nhiều các bác gọi điện đến cửa hàng bên em bảo là muốn tư vấn về một con máy 4 thì mà mình dùng cho nó dễ này. Đấy, chị em phụ nữ dùng được, người già lớn tuổi dùng cũng rất là dễ. Thì máy 4 thì này thì các bác là dùng không phải pha xăng pha nhớt, cứ thế đổ xăng vào là sử dụng thôi. Thì đặc biệt thì giới thiệu cho mọi người, hôm nay giới thiệu cho mọi người một con máy Honda GX25. Đấy, một thương hiệu của máy Honda. Nó sản xuất, con này là sản xuất tại thị trường Nhật Bản nha các bác nhé. Honda Nhật rất là VIP luôn. Đó, nó khác so với những Honda Thái này và Honda, đặc biệt là Honda Trung Quốc thì bên em càng không có kinh doanh nha các bác nhé. Đấy, thì những cái động cơ của Nhật thì các bác biết rồi, hàng nội địa của Nhật Bản thì nó rất là tốt nhá. Máy sử dụng cực kỳ bền bỉ nhá. Con này thì nó mất cái tem ở chỗ chụp giật ấy, trong quá trình em vệ sinh nhá, thì mình dùng cái vòi xịt cao áp ấy ạ. Thì mình xịt nó chẳng may nó bị rách mất cái này, nó bong đi. Đó. Còn máy móc thì con này thì bao zin nguyên bản. Và zin 100% cho mọi người nhá. Đây là cái buồng đổ nhớt của nó nhé. Thì các bác nào mà sử dụng cái dòng máy này thì lưu ý cho em một điều là mình đổ nhớt vào thì mỗi lần mình châm vào thì mình chỉ châm 100ml nhớt thôi nhé. Mình không nên châm nhiều. Vì sao? Vì châm nhiều thì nhớt thì nó sẽ sặc lên cái bình, cái buji, nó sẽ làm ướt buji, nó sẽ không nổ được và dẫn đến cháy buji nhé. Đó, thì mỗi lần các bác châm 100ml nhớt thôi. Đấy, cái chai nhớt hiện giờ bán trên thị trường hiện giờ ấy, thì cái chai nhớt nào nó cũng có cái mức của nó nhé. Từ 100 đến cũng 100, 200, 300, 400 đến 800 hoặc là chai 1 lít nhé, 1 lít 2 các bác nhé. Đó, rất là dễ dàng thôi. Các bác lưu ý cho em nhé. Thì cái thằng này, đây là cái buồng, cái bình cái đổ xăng trắng của nó nhé. Đó, thì con này sử dụng cái chế của nó, chế One Pro, chế của Honda nhé, rất là lợi xăng luôn. Đó, cái dòng Honda này thì nó là chạy xăng riêng, nhớt riêng. Ưu điểm của dòng Honda rất là lợi xăng, thứ hai là máy cực kỳ dễ nổ nha, cái thứ ba là máy chạy kiểu không nóng máy, động cơ 2 thì chạy máy sẽ nóng hơn, thì cái tốc độ vòng tua của động cơ 2 thì nó sẽ cao hơn so với động cơ 4 thì nhá, cho nên là nó sẽ nóng hơn so với động cơ 4 thì. Đó, 4 thì chạy rất là mát máy. Đó, cái chụp giật trợ lực này giật rất là nhẹ, nói chung là máy 4 thì nó giật rất là nhẹ thôi, kể cả máy nào cũng vậy thôi. Đó, rồi thì con Honda này thì nó là máy tum rời, máy tum rời các bác nhá, tum rời máy, các bác nhìn này, máy rất là đẹp nhỉ. Cái đế của nó bảo vệ bình xăng nhé, cho bình xăng nó không chạm xuống đất nhé. Thì đế của nó bằng sắt nhá, đó, sắt mạ kẽm ấy ạ. Đấy, nó rất là khỏe, các bác không bao giờ lo là bình xăng nó đổ xuống nó vỡ hay là như nào. Đó, đây tất cả những cái nắp của nó, nắp zin này. Đấy, rất là nhiều chữ nhá. Đấy, mình không dịch được. Đây, con này thì tum rời, các bác có thể về nhá, sử dụng cái này đến mùa cắt cỏ thì các bác cắt cỏ, đến mùa tưới tiêu ạ, thì các bác có thể gắn bình xịt thuốc này hay là máy bơm nước này. Đó, hay là nhiều bác mua về chế cháo đồ chơi các kiểu nhá, rất là thích hợp luôn. Tum rời mà không bao giờ lo là hỏng tum hay là như thế nào nhá, nó rất là bền luôn. Rồi, con này thì cái tay ga bóp của nó, tay ga của nó này là tay ga của Nhật Bản luôn nhá, tay ga bóp zin rất là vip luôn. Đấy, rất là vip, các bác bóp này, nhả này, đây một tầng hai tầng này, đây nó cái tay, nó tay lái của nó này, nó có cái chống thấm mồ hôi nhá. Đấy, cầm không sợ là bị ướt tay hay bị trơn nhá các bác nhá. Đó, đầu bò. Đấy, rồi ok, đây đùm của nó này. Đấy, đây đùm zin rất là chắc chắn nhá. Đây, tất cả những cái đây gọi là cái kiểu hướng dẫn sử dụng máy ạ, hướng dẫn sử dụng máy nhá. Đây, đấy, khoảng cách các kiểu này, toàn chữ của Nhật này, không dịch được. Tem của cần Honda, tem cần zin nhá các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đây, đầu bò của máy này, đầu bò zin của máy này nhá, rất chắc chắn này. Đấy,
Đây là chắn cỏ zin nhé, chắn cỏ zin các bác này. Đó. Thì cái động cơ 4 thì con này thì bao hơi, bao khói cho anh em nhé, chạy cực kỳ vip luôn. Chạy cực kỳ lợi xăng nhé. Rồi, em sẽ test nổ tiếng máy, công tắc nằm trên tay rất là tiện lợi các bác nhé. Đó, đây là sẽ test nổ tiếng máy của nó cho bác này. Rất là nhẹ nổ, máy nổ cực kỳ êm. Đặc biệt những cái động cơ 4 thì nó không bao giờ nó máy không khói thì nó sẽ rất là tốt nhá. Đảm bảo là hơi bảng biết nó vẫn còn rất là hoạt động rất là tốt. Đấy. Các bác có thể cảm nhận tiếng máy nhá, nó rất là mạnh luôn, rất là mạnh, găng ti cực kỳ êm rồi cho bác nhá. Găng ti cực kỳ êm luôn. Đó, găng ti rất là êm. Máy rất là khỏe. Đây, em test nổ lại cho bác nhá. Đấy. Rất là dễ nổ luôn, cực kỳ dễ nổ. Máy chạy cực kỳ êm. Công tác nằm ở trên tay lái rất là tiện nhá. Đó. Máy hoạt động rất là ok luôn. Con này trọng lượng của máy này, trọng lượng của máy nó chỉ là 5,5 kg thôi, rất là nhẹ nhàng. Bác nào chị em phụ nữ hay là ai mà lớn tuổi, người già có tuổi thì các bác dùng những con này thì nó rất là nhẹ nhàng mà dễ dàng sử dụng nhé. Không phải pha xăng, pha nhớt hay là phức tạp cái gì cả. Đó. Đấy. Cái con này thì cửa hàng bên em đang kinh doanh bán anh em giá là 2.800.000 bao phí ship nhé. 2.800.000 bao phí ship. Đó, bao ship tận nhà. Thì cái phụ kiện theo kèm của nó sẽ có một cái lưỡi này, cái quật cước này, dây đeo, chắn cỏ các kiểu đủ nhé, đồ vặn cho các bác hết nhé. Đó, số điện thoại cửa hàng bên em là 0969 333 463. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo các bác nhé, có sử dụng Zalo nhé. Đó, bên em bao phí ship toàn quốc cho bác này. Rồi, bác nào xem clip thì vui lòng cho cửa hàng em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video nhé. Xin chào tất cả mọi người.